liên quan đến căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng vùng vịnh. Trong một diễn biến mới nhất, chính phủ Ai Cập mới đây đã ra lệnh trục xuất đại sứ Qatar, yêu cầu ông này phải rời khỏi Ai Cập trong vòng 48 tiếng. Tuyên bố trục xuất được đưa ra sau khi Cairo thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha, tiếp sau loạt động thái tương tự của 6 quốc gia Ả Rập. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, đại sứ Qatar đã được triệu tới trụ sở Bộ Ngoại giao Ai Cập để nhận thông báo về việc chấm dứt sứ mệnh của ông tại quốc gia này. Cũng trong ngày 5 tháng 6, Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập thông báo nước này sẽ thực hiện lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Qatar kể từ 6 giờ sáng ngày 6 tháng 6 theo giờ địa phương. Diễn biến mới nhất này đến sau một loạt động thái khiến tình hình căng thẳng ở vùng Vịnh leo thang. Đây được xem là cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất trong khu vực kể từ năm 1981. Thời điểm thành lập Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh GCC, gồm 6 quốc gia thành viên, Ả Rập Xê Út, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Qatar, Kuwait và Oman. Hiện Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Bahrain, UAE, Yemen, Libya và Maldives đều đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia dầu khí đốt Qatar sau khi Riyadh cáo buộc Doha ủng hộ chủ nghĩa cực đoan nhằm mục đích gây mất ổn định khu vực. Qatar đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây là lời buộc tội không công bằng và thiếu căn cứ. Trong khi đó, Kuwait và Oman vẫn chưa đưa ra bình luận gì về các diễn biến tại khu vực.